Xin chào mọi người. Hôm nay mình đi rừng thì mình bắt gặp cái loại nấm này. Cái nấm này thì mình tìm hiểu thì thấy mọi người bảo là cái nấm này gọi là nấm trẹo. Cái nấm trẹo thì nó mọc ở những dưới những cái cánh rừng trẹo, là rừng hạt rẻ, rừng cây rẻ đấy. Đấy, mình cũng nhặt về để chế biến món ăn thử xem ngon thế nào. Thấy mọi người bảo là rất là ngon. Đấy, hiện tại mình đang ở Đà Lạt, Lâm Đồng nhá. Đấy. Chứ không cứ gì ở ngoài Lạng Sơn mới cứ gì ngoài Lạng Sơn có loại nấm kẹo này nhé mọi người. Ở đây là đang là Đà Lạt, Lâm Đồng. Đấy, nhìn bút nấm này nó nở ra rồi nhưng mà nhìn vẫn còn sạch, vẫn còn đẹp nên mình vẫn nhặt về để xào nấu ăn. Sơn á thì mọi người là đi thu hái về để cho những các thương lái họ thu gom rồi xuất sang bên nước bên kia để làm thuốc gì đấy. Ấy bảo là thuốc là làm thuốc để hỗ trợ cho phụ nữ sinh đẻ gì đó. Đây, nhìn màu nấm rất là đẹp. Đầu, nó cái nào nó tàn lâu rồi nó màu nó nhạt nhạt đi một chút, chứ thực ra cái này nấm này nó màu đỏ. Nấm đỏ thì có nhiều loại nấm đỏ độc nhưng mà loại này không phải đỏ độc nha mọi người. Nấm này là ăn được. Đấy, xào mình xào mình không có xào cái bất kể món gì, chỉ xào đơn sơ vậy thôi. Gọi là xào chay chứ không có xào với thịt. Thử ăn xem như thế nào thì rất là ngon. Đấy, nhìn màu rất là hấp dẫn. Chào mọi người nhé.